Rồi bây giờ Đức Cống truyền cho Trọng Bằng nè. Rồi bây giờ Đức Cống nè. Rồi, trời ơi, gì vậy? Trời. Trời ơi, hôm nay Đức Cống đậu xanh nó cái gì vậy ta? Hôm nay Đức Cống máu lửa dữ vậy ta? Thôi 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 à, ông nội Đức ơi, trời ơi, lâu lâu đá săn người ta mà đậu xanh qua người đá gì là chết luôn rồi Đức Cống. Mizuno xúc là vô nha anh em ơi. Thì hôm nay thì tôi sẽ test cái đôi giày 3 triệu này anh em à. Đó. Thì giờ hổm ngày tôi không ra clip cho anh em xem anh em, tại vì bà nội tôi bệnh anh em nên tôi không có thời gian ra clip cho anh em xem. Thì hôm nay tôi rảnh thì anh em nhớ nhấn like đăng ký kênh hộ cho mình nha. Thì chủ nhật lần này thì có một cái giải là cực kỳ lớn do tôi tạo ra, toàn là siêu phổi thôi. Thì anh em cùng đón xem để xem coi tôi, cái đội của tôi anh em nó có lấy được cái chức vô địch hay không nha. Thôi thì bây giờ tôi sẽ đi ra sân bóng đá sân 7 nha anh em. Ok. Vô tôi mua cái áo đá banh cái nha anh em ơi. Đó thì mỗi lần đá thì tôi mua một bộ nha. Bây giờ đi vô uống sờ bóp mua thôi anh em ơi. Rồi thì tôi mua áo đá banh rồi nha anh em ơi. Thì anh em thấy đẹp không? Thôi bây giờ đi ra sân banh để anh em ơi trễ giờ rồi anh em ạ. Rồi. Gì vậy? Ôi, gì vậy? Ôi, quay kéo ban, cô lại. Hôm nay tôi đá sân 6 này mà trái banh nó bự hơn cái đầu của tôi nữa anh em. Rồi bây giờ tôi sẽ mang giày nha. Thì đội tôi mang giày hết trơn rồi đó anh em thấy không? Đó. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mang giày vô và đá cho anh em xem nha. Không biết đội này có mạnh hay không nha anh em. Ok. Rồi thì tôi mang giày nha anh em ơi. Thì hôm nay tôi đá với mấy anh 2k1 anh em mà. Đá sân 7 không biết có thắng hay thua không anh em. Thì tôi thấy cái tướng mấy anh nó chập bá nợ anh em mà. Quá khứ. Quá trời bự luôn rồi. Bây giờ tôi mang giày tôi khởi động với nha anh em ơi. Đó, ok, chuẩn bị let's go nha. Rồi, rồi thì anh em thấy cái sân này nó chà bá nữa nó anh em ơi. Đó thì bên kia có gái luôn anh em mà, chắc hôm nay là tôi tăng 500% phần công lực rồi anh em ơi. Đó rồi bây giờ là anh em Đức Cống truyền cho giống như là Trọng Bằng đó. Thì hôm nay thì tôi test giày mới đá sân 6 luôn anh em mà, thì không biết tôi có win đi không anh em. Thì anh em nhớ xem hết clip nha. Đó anh em thấy gì chưa, mới vô là bên như là bên tôi giống như là xúc vô được một trái là thấy có hiện tượng rồi nha anh em ơi. Rồi áo cam chuyền áo đỏ quá chi là hay luôn anh em ơi. Đó thì mấy anh ở bên này nè anh em là đá sân 6 quen rồi nha anh em ơi. Đó tôi là lần đầu tôi hề với anh em luôn, lần đầu tôi đá cái sân bự như vậy anh em à. Đó rồi bây giờ là bắt đầu nha. Rồi nó xanh chuyền nè. Đó gặp quý một ngón, quý ngón làm gì đây, quý ngón chuyền cho giống như là Đức Cống. Rồi Đức Cống xúc vô cái đùi của anh kia, xong rồi anh kia dễ xong rồi không qua Đức Cống. Rồi xong rồi chuyền cho số 6 nè. Rồi giờ số 6 làm gì đây, nhả nguyên ngón né anh em ơi. Rồi xong rồi làm gì đây, rồi mắc banh nha anh em. Đó rồi bây giờ là trọng bằng chuyền cho quý một ngón nè. Rồi bây giờ quý một ngón chuyền qua cột 2 nhưng mà xuống phục anh em ơi. Trời ơi, trọng bằng anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây, số 6 giống như là phối hợp với anh như số màu đen anh em ơi. Rồi xong rồi đi mắc banh luôn anh em ơi. Đó rồi bây giờ làm gì đây, rồi số 9 nè, đó đầu với Đức Cống cản phá, quá chi là đẳng cấp đến từ vị trí của Đức Cống luôn anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây, đó đông quá trời đông anh em ơi, cái sân này nó bự quá trời anh em ơi. Rồi bây giờ quý ngón quá chi là kỹ thuật luôn. Rồi chuyền cho giống như là không được anh em à. Đó rồi bây giờ làm gì đây, rồi số sáu làm gì đây, nhá xong rồi dứt nhưng mà không vô nha anh em ơi. Rồi thì lần đầu tôi đá sân 6 anh em mà, thì mấy anh này đá sân 6 quen rồi đó anh em, nên tôi nói chung là tôi cuối làm sao thì tôi đá bao nhiêu nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ quý ngón làm gì đây, quý ngón dẻ một người nè, hai người nè, nhưng mà để mắc banh nha anh em ơi. Đó thì hủ môn bên kia là hủ môn 2k7, thì một hồi anh em nhìn hủ môn nó chụp như thế nào nha. Rồi bây giờ số 12 cột 2 nhưng mà chúng giống như là sàn ngang rồi nha anh em ơi. Đó bây giờ Đức Cống nè, ôi Đức Cống lên chân cao quá Đức Cống ơi. Rồi xong rồi làm gì đây, rồi xúc nhưng mà không được nha anh em ơi. Đó bây giờ Đức Cống nè. Rồi số 17 nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó thì đang chạy mưa nha anh em ơi, nên cho sân nó hơi trơn trượt chút xíu anh em à. Đó bây giờ đánh đầu nè. Rồi số 17 làm gì đây, rồi chị giáo sẽ ra xúc lòn hén vô luôn anh em ơi. Ủa mô bên tôi cái kiểu gì không biết nữa anh em ơi, mà nó lòn hén hoài anh em ơi. Bây giờ quý ngón xúc xa nè,
nhưng mà súng không vô nổi nha anh em ơi. Trái banh này là trái banh 6, trái banh 5 gì đó anh em mà, tôi nói thiệt chứ anh em á, nó nặng quá cái chưởng luôn, tôi súng không nổi luôn anh em mà. Đó, rồi bây giờ chuyền cho Trọng Bằng nè, Trọng Bằng súng nhưng mà không vô nha anh em ơi. Thì hàng hủ mô bên kia là hủ mô 2K7 anh em, nó chụp quả cái đáy luôn anh em ơi. Đó, quy trần cũng số 1 luôn nha. Đó, thì chủ nhật lần này anh em thì có một cái giải cho quý mẫu ấn tạo ra anh em, nên giống như là anh em nhớ hóng xem để coi cái đội ai là sẽ là người vô địch nha anh em ơi. Rồi bây giờ Quy Trăng sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó, thì cái sân này anh em là đặc điểm là như anh em biết cái gì không? Đó, thì sút xa anh em cực kỳ đẹp luôn nha anh em ơi. Đó, rồi bây giờ số 17 nè, số 17 làm gì đây? Rồi để coi. Rồi số 7 quyết định chuyền, rồi vô luôn anh em ơi. Má, cây quả trưởng anh em ơi, tôi đá không quen anh em à. Đó, thôi bây giờ đá cố gắng hết sức nha anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Rồi Trọng Bằng, Trọng Bằng tu ở Trọng Bằng đẩy người quá chi là đẳng cấp luôn anh em ơi. Đó, rồi bây giờ làm đây, chuyền cho giống như là Thanh Đàn nha anh em ơi. Rồi chuyền cho Thanh Đàn, xong rồi làm gì nữa? Rồi chuyền cho giống như là Quy Trần, Quy Trần làm gì đây? Cột hai nhưng mà không được nha anh em ơi, rất chi là khó luôn anh em à. Đó, rồi bây giờ Quý Một Con làm gì đây? Quý Một Con, rồi chuyền cho Trọng Bằng. Rồi bây giờ Trọng Bằng làm gì đây? Rồi có quyết định xuống sao? Xuống xa, trời ơi trời má, cái banh này nó nặng quá, Trọng Bằng nó cái tướng cho bá nó xuống không nổi luôn anh em à. Đó, rồi bây giờ làm gì nha, để coi coi giống như là tem tu có thắng hay không nha anh em ơi. Đó, thì anh em nhớ nhấn like giúp mình nha, để mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha. Rồi, bây giờ Trọng Bằng làm gì đây? Rồi, quá chi là gây cắn anh em ơi. Bây giờ là tôi nói thiệt với anh em là bây giờ gây cắn quả cái trưởng rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ là anh số 6 nè, số 6 xúc nhưng mà không được nha. Rồi anh số 17 có banh, có banh xong rồi làm gì đây? Rồi chuyền cho anh số 6, xong rồi không vô nha anh em ơi, không được nha anh em ơi. Rồi bây giờ đây là vị trí của Đức Cống nè. Đó, anh em nhìn cho kỹ nha, Đức Cống chuyền cho Quý Một Ngón nè. Rồi bây giờ là Quý Một Ngón làm gì đây? Chuyền cho Trọng Bằng, Trọng Bằng xuống. Trời ơi là trời, nó làm cái giống gì tôi cũng hiểu nữa anh em à. Rồi bây giờ Quý Một Ngón làm gì đây? Quý Một Ngón chuyền cho Thanh Đàn nè. Thanh Đàn làm gì đây? Đó, bây giờ làm gì đây? Rồi Thanh Đàn chuyền lại cho giống như là Trọng Bằng nè. Trọng Bằng quyết định làm gì đây? Trọng Bằng quyết định xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó, rồi bây giờ làm gì đây? Trọng Bằng tiếp tục là Trọng Bằng anh em ơi. Rồi bị áo xám lấy banh này. Rồi, rồi chiên. Rồi vô luôn anh em ơi. Má, cái gì mà hôm nay tôi thua, cái gì mà thua dữ chứ tôi cũng hiểu nổi nữa anh em à. Đó, rồi bây giờ làm gì đây? Chiên lên. Hay quá anh em ơi. Rồi, bây giờ là Trọng Bằng dẻo một người nè. Xong rồi, sút. Không vô nha anh em ơi. Má, hổ môn chụp dữ quá anh em à. Rồi, bây giờ là Trọng Bằng. Sút. Không vô nha anh em ơi. Má, hổ môn chụp ảo ba Canada thiệt anh em à. Rồi, bây giờ số 30 nè, số 30 làm gì đây? Số 30 quyết định chiền. Xong rồi làm gì đây? Sút. Nhưng mà không vô nha anh em ơi. Rồi, chụp. Trời ơi, hổ môn nó nhét tay này mà nó không dám chụp anh em à. Má, hổ môn bên tôi hôm nay nhét banh quải cái chưởng anh em ơi. Đó, có anh em nào muốn là hổ môn bên tôi không? Anh em comment bên dưới giúp mình nha. Rồi bây giờ Trọng Bằng chiền cho Quý Một Ngón nè. Bây giờ Quý Một Ngón sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Cú sút quá chỉ là nhẹ nhàng luôn anh em ơi. Đó, rồi bây giờ là làm gì đây? Rồi, Đức Cống cản hoa, quá chi là hay đến từ vị trí của Đức Cống luôn anh em ơi. Rồi bây giờ Đức Cống chuyền cho Trọng Bằng nè. Rồi bây giờ Đức Cống nè. Rồi, trời ơi, gì vậy? Rồi, trời ơi, hôm nay Đức Cống đậu xanh nó cái gì vậy ta? Hôm nay Đức Cống máu lửa dữ vậy ta? Hồi hồi hồi, à, ông nội Đức ơi, trời ơi, lâu lâu đá xanh người ta mà đậu xanh qua những người đá gì là chết luôn rồi Đức Cống ơi. Hổm gà anh em biết sao không? Hổm gà quỷ Đức Cống anh em, nó bị người ta chơi xấu nhiều quá trời anh em à. Hôm nay nó đề phòng anh em à. Người ta đụng nó nhẹ cho chút xíu anh em ơi, là nó đá người ta ăn cái anh em ơi. Cái này là sai, Đức Cống sai là 100% nha anh em ơi. Đó, thì nên anh em giống như là xem hết clip để giống như là biết cái đội tôi nó có giành chiến thắng hay không nha. Tại vì anh biết sao không? Bây giờ là nó đang giống như là kịch tính dữ lắm mà anh em à. Đó, nên giống như là sẽ có những cái pha đó thì đảm bảo phải có anh em ơi. Nên giống như là một hồi anh em tôi về á thì tôi đã có giống như là có hỏi thăm đồ các thứ rồi anh em à, nên không sao nha. Đó, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi bây giờ làm gì đây? Thì anh em nhớ xem hết clip để xem tôi giống như là lấy được cái chức lịch Quy Trần, siêu phẩm Quy Trần ơi. Hết đá nổi. Qua khứ. Rồi thì hồi nãy giờ tôi thua anh em à, cây quả trưởng luôn. Hồi bây giờ tôi là bắt đầu gỡ nha. Rồi hôm nay để coi coi. Vô quá hay luôn anh em ơi. Để coi hôm nay coi thánh lật kèo của tôi. Để xem coi giống như là có giống như là có lật kèo được hay không nha anh em ơi. Đó, thì anh em cùng phóng xem nha. Thì cái tem tôi nó ngộ lắm anh em à. Đó, gần thua xong rồi tôi lật kèo được hết trơn à anh em ơi. Nó nên anh em cứ yên tâm nha. Rồi bây giờ Quy Trần nè, Quy Trần dễ qua không qua. Rồi Trọng Bằng. Rồi quá khứ rồi anh em ơi, quá khứ ông địa rồi anh em ơi. Tiếp tục là anh số 6 nè, số 6 làm gì đây? Rồi. Vì chuyền lên nhưng mà không được anh em ơi. Rồi bây giờ Phú Lê. Phú Lê. Rồi mất banh luôn anh em ơi. Rồi sút nhưng mà không vô được hủ môn bên tôi nha anh em ơi.
Rồi thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu lại nha anh em ơi. Rồi bây giờ anh tiếp tục lên số 6 anh em à. Rồi anh số 6 bắt đầu làm gì đây. Rồi vẽ một người nè, xong rồi làm gì đây. Rồi chiền nhưng mà không được nha anh em ơi, bị bình lá giống như là cản phá được anh em à. Rồi bây giờ trọng bằng. Rồi bây giờ trọng bằng làm gì đây. Đùa vẽ rồi làm gì đây. Xúc nhưng mà không vô được hũ môn nha anh em ơi. Xúc xa là không bao giờ xúc vô được hũ môn nha anh em ơi. Tại vì tôi thấy này nó chụp ghê quá anh em à. Rồi tiếp tục lên số 6 xúc vô anh em à. Căng thẳng quá anh em ơi, tụi tôi không có cảm giác gọi là win anh em à. Tại vì tụi tôi đá sân này không có quen đâu. Trời ơi, anh em thấy chưa? Cái banh nó lên trên cao xong nó đi xuống quá thiệt anh em à, mặt quy trần kìa anh em, tái mét luôn anh em ơi, thấy không anh em thấy không? Chạy cái sân 7, cái sân 7, sân 6 gì mà nó. Rồi vô luôn anh em ơi, cái kiểu gì mà tem tôi đá không hiểu nổi anh em à. Đá kiểu gì anh em ơi? Đó, rồi bây giờ làm gì đây? Rồi, rồi lại tiếp tục lòn hán hũ môn luôn anh em ơi. Má cái gì mà hôm nay hũ môn tôi nó bị lòn hán hoài vậy anh em à. Đó, rồi bây giờ làm gì đây? Rồi trọng bằng xúc, trời ơi trời, anh em thấy chưa, hũ môn nó chụp kìa anh em, nó chụp một tay không à anh em à. Đó bây giờ xúc lên nè. Rồi làm gì đây. Rồi ơi trời ơi trời, nhém nữa là vô rồi anh em ơi, má gây cắn quả anh em à. Rồi bây giờ là số 18 nè. Rồi rồi trời, quý chào xúc, trời ơi trời, cái hoa gì mà xúc không vô được kìa anh em à, cây quả trưởng luôn. Rồi bây giờ là làm gì đây, trọng băng. Rồi trọng băng lắm người ta quá trời luôn rồi, quá trời quá đất luôn rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là Phú Lê xúc vô, quá hay luôn Phú Lê ơi. Đó tụi tôi bắt đầu là gỡ lại rồi đó nha anh em ơi. Đó nên anh em giúp tôi nút like đi để cho tụi tôi giống như là lật kèo cho anh em xem nha. Rồi bây giờ làm gì đây. Rồi chuyền về cho Lê Bình. Rồi Lê Bình, rồi xong luôn anh em cũng hiểu kết quả rồi anh em ơi. Chuyền cho mình banh luôn anh em ơi. Rồi cái vô luôn anh em ơi, má vậy quá chuẩn luôn anh em à, không hiểu nổi luôn anh em ơi. Đó rồi bây giờ là trọng bằng nè, trọng bằng chuyền cho Quý Mấn xúc. Trời ơi trời, nó lại tôi lại cục dọc anh em mà. Hôm nay tôi mang giày cái tôi xúc cái kiểu gì mà cục dọc không à anh em ơi. Rồi ok, lấy banh được thành công rồi anh em ơi. Rồi bây giờ xúc, đó tôi lấy công chuộc tội nha anh em ơi, tôi lấy công chuộc tội nha. Rồi bây giờ là tiếp tục là Quý 11 ngón nè. Quý ngón xúc nhưng mà không xúc, xúc vô, quá chi là bình tĩnh đến từ vị trí của Quý 11 ngón luôn anh em ơi. Rồi bây giờ kỹ thuật quá chi đẳng cấp luôn anh em ơi. Đó thì tôi thấy anh 16 này giống như là kỹ thuật ghê lắm anh em à. Đó thì một hồi anh em nhớ xem nha. Rồi bây giờ làm gì đây. Rồi trọng băng chuyền lên chơi giống như là Quý 11 ngón. Rồi Quý 11 ngón giữ banh, xong rồi làm gì đây, xúc không vô. À, cái gì vậy trời, hôm nay mang đôi giày 3 triệu mà đậu xanh nó đá cái kiểu gì anh em à. Rồi bây giờ làm gì đây. Rồi chuyền cho xúc không vô luôn nha anh em ơi. Má cây quả trưởng anh em à. Rồi bây giờ là bắt đầu tôi gỡ lên nha anh em ơi. Rồi trời ơi trời, má gì mà không vô được kìa anh em, má xui quả trưởng luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là Phú Lê chuyền cho Quý một món nè. Rồi bây giờ Quý ngón quyết định không xúc, chuyền lại cho đồng đội. Rồi đồng đội tiếp tục không xúc, chuyền cho Quý món, Quý ngón xúc những trái hụt đất luôn nha anh em ơi. Má ảo mà Canada thì không nổi ơi. Đó bây giờ Bình Lé nè. Rồi Bình Lé làm gì, đu một pha vô quân không là Bình Lé luôn đi mà. Tôi không hiểu sao mà nó vô được cái trái đó luôn anh em, ảo Calada luôn anh em ơi. Đó rồi bây giờ là tiếp tục anh 16 nè, anh 16 làm gì đây. Rồi chiên xong rồi làm gì đây, xúc vô mẹ, đội ta phối hợp quá chi là ghê luôn nha anh em ơi. Rồi bây giờ đây là vị trí của Quý một món nè, Quý một món chiên lên cho Bình Lé nè. Bình Lé chiên cột hai nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó bây giờ Quý một món nè, Quý ngón làm gì đây, chiên cho chúng mình là Lê Bình. Lê Bình chiên cho Quý một món nè. Rồi bây giờ là Quý một món làm gì đây, xúc má nó lại cục vòng ăn đó. Cái gì vậy trời, tôi không hiểu nổi luôn á anh em à. Hôm nay tôi đá cái giống gì mà nó đá vô cái cục dọc không anh em ơi, cay quả cái chưởng luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là Quý ngón tiếp tục giữ anh nè, mày đá vô cục dọc mới đi, tao quỳ tao lại mày luôn á. Rồi bây giờ xúc nhưng mà không vô luôn nha anh em ơi. Rồi bây giờ Quý một ngón nè, Quý ngón làm gì đây, chuyện cái thanh đàn. Rồi nhưng mà xúc không vô được, chính là số 20 số môn xúc tầm 7 tầm 3 luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là tôi cũng khao khô khan nước bọt nước miệng hết trơn rồi, thì anh em nhắn like giúp tôi đi để mà tôi cố gắng như là lật kèo cho anh em xem nha. Đó thì hôm nay hui anh em đừng có quên giống như là giúp tôi nút like luôn nha anh em ơi, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ lại mình đây, xúc không vô nổi đứt cống nha anh em ơi. Rồi bây giờ là tiếp tục giống như là đội bạn giống như là phản công anh em ơi. Rồi quá chi là hay luôn. Rồi xúc nhưng mà không vô nổi đứt cống nha anh em ơi, quá chi là ghê luôn. Rồi bây giờ xúc lên nè. Rồi chiên cái trọng bằng. Rồi bây giờ là trọng bằng làm gì đây. Rồi trọng bằng quyết định vẽ, xong rồi làm gì đây. Rồi chiên lên cho Quý Trần. Rồi Quý Trần làm gì đây, xúc nhưng mà không quyết định xúc nha anh em ơi, xúc nhưng mà không đô nha anh em ơi, má quá chi là khó luôn nha anh em ơi. Rồi bây giờ rồi quá chi là hay luôn anh 16 ơi, quá chi là đẳng cấp luôn anh em ơi. Rồi bây giờ thì khúc này xúc vô nhưng mà thằng cameraman của tôi là nó bị xỉn rồi nha anh em ơi, tại vì đứng quay một tiếng đồng hồ á anh em. Đó thì nói chung thì có một trái anh em là tôi giống như là không có quay với anh em đó, nên giống như là tại vì nó hết dung lượng nên tôi không có quay. Thì anh này đếp nhớ thêm tỷ số cho em nha. Rồi thì bây giờ thì giống như là làm gì đây. Rồi quá hay luôn, bây giờ Quý ngón nè, Quý ngón xúc
rồi quyết định chuyện với quý kia quý trăng rồi, quá chi là hay đến từ quý chiến của tem quý mười một máu anime, quá chi phối hợp quá ghê luôn. Rồi thì bây giờ nè, bây giờ là coi phản công luôn rồi. Sao có một mình anh này vậy? Rồi xúc chu rồi, rồi rồi bây giờ làm gì đây? Sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Phú Lê sút quá hay luôn từ vị trí của Phú Lê anh em à. Rồi thì bây giờ bên kia giống như là phản công rồi nha anh em ơi. Đó bây giờ làm gì đây? Rồi quyết định chuyền xong rồi, làm gì đây? Rồi quyết định không chuyền luôn, rồi chuyền rồi bây giờ sút vô rồi. Trời ơi hôm nay tụi tôi giống như là đem cái gỗ để hứng luôn rồi anh em ơi. Tụi tôi hôm nay là tôi hô quả cái chuẩn luôn rồi anh em ơi. Đó thì kệ thôi kệ anh em à. Đó đá banh thì phải có thắng có thua đúng không anh em. Đó lại tiếp tục vô anh em à. Đó thì hôm nay tôi đem cái gỗ rồi anh em ơi. Đó bây giờ là vị trí của quý vòng ngón nè. Rồi làm gì đây, chuyền lên chơi giống như là Quy Trần. Rồi Quy Trần có banh rồi, Quy Trần có banh rồi. Xong rồi làm gì đây, chuyền cho quý vòng ngón nè. Rồi quý vòng ngón làm gì đây, rồi chuyền lại cho Phú Lê. Rồi Phú Lê làm gì đây, rồi sút nhưng mà không vô luôn anh em ơi, má khó chịu quá. Bây giờ Đức Cống chuyền luôn Quy Trần, Quy Trần đánh đầu nhưng mà rất tiếc là không bắt banh được nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ làm gì đây, rồi số 6 bật cô qua quá chi là hay luôn anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây, sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Ảo mặt Canada thì anh em à. Rồi bây giờ chuyền, rồi quá chi là hay luôn anh em ơi. Trời ơi quá lòng nữa. Rồi bây giờ đây là vị trí của Trọng Bằng nha anh em ơi. Đó Trọng Bằng quyết định vẽ nè, vẽ không mà làm gì nữa đây. Rồi chuyền cho Quý một ngón nè, bây giờ Quý ngón làm gì đây. Rồi ngáo ngáo rồi anh em ơi, má là lúc này là tôi đuối dữ lắm anh em, mà tôi hết biết là cái gì hết trơn anh em ơi. Tôi ở trong hình đó anh em thì tôi cũng đuối, nhưng mà tôi ở ngoài tôi bình luận cho anh em hồi nãy giờ anh em là tôi cũng đuối dữ lắm, đuối rồi đó anh em mà. Đó nên tôi anh em giống như là thương tôi, giúp tôi nút like nha, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Thì chủ nhật này anh em nhớ hóng như là tôi sẽ giành chức vô địch nha, he he. Đó bây giờ chuyền lên nè, rồi đỡ bánh được rồi, xong rồi Quý ngón làm gì đây, chuyền lên cho Trọng Bằng. Rồi bây giờ là mắc banh anh em ơi, đội bên kia là phản công anh em ơi. Rồi anh số 16 chạy, ô số 6 chạy quá hay luôn. Rồi cục 2. Mẹ tôi nói với anh em là hôm nay tôi đem cái gỗ để mà đựng rồi anh em ơi. Rồi xúc xa nhưng mà không vô luôn nha anh em ơi. Đó rồi bây giờ làm gì đây, rồi chuyền cho số 19, số 19 chuyền cho bên áo xanh. Rồi xúc má lại tiếp tục thua anh em ơi, tôi không hiểu làm sao nữa anh em à. Rồi xúc nhưng mà không vô nha. Rồi bây giờ làm gì đây, xúc nhưng mà không vô luôn. Trời ơi khúc này là nằm mà anh em ơi, đó lúc này là ai cũng đuối chân rồi anh em ơi. Rồi bây giờ Quý Trần chuyền cho Quý một ngón nè. Rồi bây giờ Quý ngón sút vô. À tôi mới thấy gỡ ra được cá rồi anh em ơi. Chứ tôi nói thiệt với anh em á là nó thua quả cái chưởng luôn. Rồi bây giờ là Bình Lé làm gì đây, rồi Bình Lé sút quá hay luôn anh em ơi. Khúc này anh em là Bình Lé nó dẫn với anh em bị chửi anh em mà, xong rồi sút vô là cái nó hết chửi anh em ơi. Ảo mà Canada thiệt anh em mà. Đó rồi bây giờ làm gì đây, rồi Khương Trọng Bang, rồi xong vô anh em ơi. Á à, khó chịu quá anh em à. Thì bây giờ thì cũng gần hết giờ rồi anh em ơi. Đó thì nên clip của mình đây là kết thúc nha. Quá ghê anh em à. Thôi bây giờ tôi sẽ đi về nha. Thì anh em hay anh em nhớ like cái cơ hội cho mình.